Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Phương quay trở lại chỗ bán bún riêu của cô ở số 75 đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10 nha cô chú anh chị. Hôm nay hôm trước Phương có ghé đây ăn quay chia sẻ của chú anh chị mình rồi. Hôm nay quay trở lại đây. Bây giờ hiện tại thì cô đang dọn nha cô chú anh chị. Đây 12 giờ mấy mình mới bán hả cô? 12 giờ 15. Dạ. Cô đang dọn là sắp xong rồi nha cô chú anh chị. Trong khoảng chừng 10 phút nữa là bắt đầu cô bán. Đây cô bán bún riêu rồi gỏi cuốn nữa nha cô chú anh chị. Đây cái tủ đồ ăn này nha, ở trong này Phương thấy bên đây có giò xương, bên đây gỏi cuốn tôm thịt nha cô chú anh chị. Cái này là rau nha, bên này rau, bên đây thêm một sao rau bên này nữa. Ở trên thì có hai kiểu nước chấm nha, tương với mắm nêm. Sáu cuốn mang về. Đây cái bảng giá này nha cô chú anh chị, quay cho cô chú anh chị mình xem. Như Phương thấy bảng giá có thay đổi xíu nha cô chú anh chị, trước Phương ghé cách đây mấy tháng rồi. Giá nè, bún riêu tô đặc biệt 38.000, bao ốc 32.000, hình như Phương thấy là lên 2.000 đồng. Bún riêu bình thường thì 28.000 nha, gỏi cuốn thì 6.000 một cuốn nha. Tô đặc biệt là đầy đủ luôn á, riêu cua ốc giò đồ. Cô đang dọn này ha, trời thịt giò heo hết chuẩn rồi cả nha. Giờ này cấp tới rồi đó, cô đang dọn chưa xong mà cấp tới rồi đó. Còn tủ đồ ăn cô chất vô. Tủ này nó cũng nhỏ thôi chứ nó không có lớn nha cô chú anh chị. Tủ là tủ hôm không có thì cũng mấy chục năm rồi hả cô? 18 năm. Dạ 18 năm rồi đó ha. Giò heo xương móng rồi nè. Chưa có nha. Đợi chút xíu đi đại ca. Lâu không? Bưng ra liền. Bưng ra liền đang nấu xong rồi, giờ chỉ bưng cái nồi nước lèo lên đây nữa là xong. Quay YouTube. Kênh nào vậy? Út kênh Út Phương. Út Phương hả? Dạ. Đi bún riêu. Bún riêu. Bún riêu Hòa Hưng. Đang dọn nha, khắp tới rồi nè cô chú chị. Đây là một chút nữa là đông lắm nha. Ở trong có bàn nè ha, ở ngoài cũng có luôn. Chút rồi không có chỗ ngồi luôn nha cô chú chị. 20. Đang dọn, ai tới cũng chưa có hết, đang dọn. Đó, cô đang dọn. Đó là than. Thì xài than đá nha cả nhà. Đó, nồi nước lèo lên rồi nha cô chú chị. Thấy rất là nhiều đậu hũ ở trên luôn nha. Đó, dọn rồi đó. Cách tới rồi nè. Bên đây nè, có ba anh này ngồi chờ ăn nữa nè cô chú chị. Ba anh ngồi đây ngồi chờ. Cô lấy cái tấm thiết cắn lại để cho thổi có gió, gió nó thổi không có sôi được cái nồi. Cho nước lèo vô thêm. Quá hấp dẫn luôn. Cái thao ốc của cô nè. Ốc này đã rồi nha. Ốc này đã sơ chế rồi, xào thấm gia vị hết rồi nha cô chú chị. Ốc thay này cũng thấy to quá nha. Chưa thấy cái thao riêu cua đâu hết nha cô chú chị. Mua về không à, mua về đỡ đồng lắm. Đó, cái riêu cua của mới vớt trong nồi ra nha cô chú anh chị. Ở đây cái không gian nó hơi chật, hơi nhỏ. Quay cô chú anh chị mình xem cũng thông cảm nha, tại vì ở đây có hai cô phụ đi qua đi lại, đây thấy ba người phụ rồi. Bắt đầu bán rồi nha cô chú anh chị, sắp tới nè. Ở đây Phương nhắc lại địa chỉ nha, 75 đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10 nha cô chú anh chị. Khoảng 12 giờ rưỡi cô chú anh chị để tới là cô đã dọn bán rồi nha. Đây chỗ này đi ra đi vô để hai cô đi tới đi lui bán á.
Phương không thể đứng ở đây được, đứng ở đây là cản đường, cái đường nó có chút xíu bước qua. Ăn này hả con? Rồi bắt đầu bán rồi nha. Nào nhỏ nhỏ này để đụng bún với lại rau giá. Rồi cái vỏ bông của tôi đẹp á, về luôn, trả về luôn. Còn cái bông của bà ngoại xấu á, để lại. Có cách chả mới vừa dọn luôn cô chú chị. Ba người phụ nha cô chú chị, ba người phụ nè, ba cô với chị này phụ. Đợi mua về đông quá. Về gì nè, rau thơm, rau ớt, rau đầy đủ. Biết ở đây Tết cô có bán không? Chú hỏi thầm rồi thử coi. Bán tới nhà máy nghỉ Tết. Không hả? Không. Đúng không? Không ốc đúng không? Gái này mình biết rồi nhưng mà ý là ở là 4 cuốn thôi.
Cô bán được 18 năm mà nãy cô nói bán được 18 năm mà. Cô bán ở bên đường nha cả nhà. Đồng xe đậu phía trước nha, đậu trong hẻm nha cô chú chị. Chú đã tới ăn mà không có chữ vô luôn. Đứng chống nạnh luôn rồi cả nhà. Khách bên này chờ mua mang về. Và đồng. Hết bàn rồi đó cô chú chị, rất là nhanh, khách ngồi hết bàn luôn. Khách chỗ và khách đứng ngoài. Được, qua đây ngồi được nè. Xin thêm cái ghế nữa đó. Rồi, ok, ngồi được. Rồi hơi chật xíu nha. Đông rồi hơi chật. Tình hình là hết chỗ Phương ngồi rồi cả nhà. Chúc Phương kiếm mấy chỗ à có cô kia ngồi mình ngồi vô tổng đó ăn. Mấy 8 cuối giờ chị ơi. Đặc biệt 38 nha. Đặc biệt có giò. Còn không thì kêu tô ốc không, không có giò. Đặc biệt không giò. Là đặc biệt không giò. Dạ. Quay YouTube à.
muốn đi chia cái menu của khách vô không thấy luôn chứ chị. Nè cũng được. Cái này không lấy giò, chủ yếu là ăn ốc mà. Ăn ốc dân riêu cua. Bán đông nhìn cũng thấp. Bán đông thấy hấp dẫn nữa nha. Của anh tôi gì vậy? Riêu chả thôi. Cái này là bún mọi người. Rồi chị đó, tô chị có chưa? Để giờ đây tối bún của ai? Có bún hả? Hả Tư? Bún có nhiều bún đẩy qua con gái đi. Rồi đây còn tô nữa. Cua chả không có đâu. Có anh kia là cua chả chiên nha. Đứng hết chỗ ngồi. Kiếm chỗ vừa ngồi vừa ăn luôn chứ gì. Dạ, thôi đợi cho khách ăn chứ. Khách, dạ, thôi đợi cho khách chứ khách ngồi đợi, khách đứng đợi nhiều. Chị ơi, đâu sống ở chuẩn gì vậy? Đúng hả chị? Ai còn đâu mà đứng chỗ khách ngồi đợi chứ hàng. Ra cua lên đi nha. Chắc là chờ quá trời mỏng một ngày. Trời ơi, đi đưa cua của cô kìa. Trời lên đưa cua nữa. Ông nhỏ con quá. Cái này ở đâu đây? Đây của anh này. Cua chứ chả chiên. Bây giờ về cái gì vậy? Bây giờ về làm một tô gồm 28 cây 4 ngàn mấy ngàn 32. Một tô cua chả lớn. À, một đầy đủ. Một rồi ở trong có người ra rồi ai vô. Anh sao có đường vô á, đi hẻm rồi vậy sao nó à, rồi vô luôn. Không, nó có đường vô phía sau nó rộng hơn ở phía trước này ngồi. Đợi cái cô áo đen nó ăn xong rồi vô đó cô ngồi, cái góc đó ngồi im á. Cái ngồi vào đây đông đúc quá. Ở dốt là làm
đây bán cách đông như vậy là riêu rất là ngon, giá là bình dân hợp lý, không quá mắc. Với 38.000 đồ ăn rất là nhiều. Cái hàng ốc của cô bán gần hết được rồi, hồi nãy mới dọn đầy dung luôn. Buổi trưa nào mà khách tới cũng đông như vậy nha cả nhà, không phải là bữa đông bữa ít nha, phải cuối tuần mới đông. Hôm nay là Phương đi quay là giữa tuần chứ phải cuối tuần. Cái đường Hòa Hưng này không có ai bán bún riêu á, buổi trưa á, như quý vị của mình chỗ cô bán á, bán rất là đông. Rồi ba cô này xong luôn rồi. Vô giấy 200 khối tiền. Khối 82.000. Cái chị bên kia thì đứng nhận đơn của khách mua mang về với lại bán gỏi cuốn của chị. Hai cô này thì phụ bán bún riêu với cô. Ở đây không có canh bún, chỉ có bún riêu thôi nhỉ. Mình nó có chỗ kìa đó đó, nó có chỗ kìa. Cho khách ngồi trước đi cô, chúc con ngồi cho cô. Dạ dạ. Bạn lấy này là mày YouTuber hả? Dạ YouTuber cô. Vậy coi Út Phương nha cô. Út Phương dạ. Rồi, xong hết rồi. Cô đòi nickname. Hồi lần này trời mát đó nha cô chú chị, không có nóng nha. Bữa trời nắng nóng rồi, hôm nay mấy ngày trời mát rồi. Đây, anh nào cũng đi ngồi căng thẳng. Có đứa nào ăn giá không? Đồng bây chưa? Có khách ăn xong đứng dậy về đó. Xe đậu ngay cái hẻm bên này, nó có cái hẻm. Giờ sẽ xuống. Rồi kiếm bàn vô trong ngồi ăn của chú chị ơi, đói bụng rồi, 12 giờ rưỡi rồi cả nha. Đây Phương kia cô làm cho Phương một tô bún riêu đặc biệt này nha cô chú chị. Tô này chỉ có 38.000 thôi nha cô chú chị, kèm một dĩa rau nha, hai cái rau Phương kêu trộn luôn. Bên đây thì có ớt, nước mắm, mắm tôm, chanh nha. Đây có 38.000.
Tôi thấy 38.000 rất là rẻ luôn nha tôi Vinh. Bên này ốc nè. Trời ơi, ốc khá là to, ốc nhiều lắm nha tôi Vinh chị. Quá trời luôn. Nhiều quá gì. Không biết cô có cho tim Phương không biết nữa. Hôm nay Phương kia của tôi đặc biệt cái này đậu hũ. Ba miếng đậu hũ ở đây đưa cua nè. Đây đưa cua. Còn cục riêu to lắm nha cô chú chị. Một cái chả quế. Ở đây giò hải Phương kia giò gân nha. Trời cục giò bự quá vậy. Trời cục giò quá bự luôn. Ít bún rồi. Nhìn thử miếng nó dùng kìa. À có huyết nữa nè. Huyết nữa nha cô chú chị. Trời 38.000 mà quá trời luôn. Bây giờ chưa có cho miếng cơm gì vô hết nha. Nếm thử miếng nước nha. Nước trong không? Nước ngọt thanh. Có điều nó hơi nguội nha cô chú chị. Chắc là cho cô chăm nước vô, nước nó không sôi kịp á, hơi nguội. Thử con ốc coi. Ốc này ốc bù hoặc ốc lát, ốc này chắc ốc bù quá cơ nha. Ốc bù nó mới to vậy, ốc lát nó không to vậy đâu. Giòn ngon á. Ốc giòn ngon chứ. Đợi vậy nha. Cô bán phía trước à, mà cô ngồi à. Ngồi trong nhà. Còn miếng mắm tôm vô nha cô chú chị. Ăn cái này mà không có mắm tôm là còn thiếu sót rất lớn. Cộng lên. Phương làm một chén nước mắm chấm nè. Ăn đi phải chấm tôm này mới ngon à. Mà mình không có chấm, không có làm chén mắm tôm, làm chén nước mắm thôi. Ăn thử miếng rượu cua nha cả nhà. Thò lắm á. Rồi cô chú chị mình nha, thử coi. Cho nó thơm. Ngon. Nhưng con thấy thịt gì không cua nha. Thịt gì không cua. Trong này có thịt bằm nữa nhỉ. Con này nhiều quá không biết ăn hết không đây. Cho miếng rau vô. Rau muống bào. Rau sống. Rau chuối. Không dẫn không cô chú chị. Xanh tươi xanh. Cho rau vô nó khác liền ha. Cho mắm tôm vô là ăn khác đi. Cái nồi nước này của cô không có sôi kịp nên đem lên đây nó hơi nguội xíu nha cô chú chị. Nóng nước mắm. Cái tô đặc biệt này nhiều lắm nha. Cái tô to luôn á. Đây, ăn thôi nha cô chú chị. Động lên. Tôi thấy nhiều quá à. Sao Phương ăn không hết. Hồi nãy mà giờ nói cô lép cuốn rồi. 38 nha. Còn tự miếng huyết nha. Mời cô chú chị. Chua vô nó kích thích để dán mình ăn ngon rồi.
Quên bỏ ớt. Thì nãy giờ thấy nó thiếu thiếu gì. Quá ớt rồi. Cái cây ăn không? Này là cua. Yeah.